Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món kẹo mochi với lại cái mứt anh đào. Phần video này mình chia ra làm hai, phần đầu thì mình sẽ làm kẹo, phần sau thì mình sẽ làm mứt. Về nguyên liệu để làm kẹo mình sẽ xài 200 g bột nếp, 2 g muối. Muối này là muối biển. Thực ra thì mình xài cái nếp chứ không phải là bột nếp. Nếp mình đem mình ngâm mình xay ra, nhưng mà với các bạn thì nên mình đưa ra cái công thức bột nếp cho dễ làm thôi. Mình sẽ xài 180 g mứt anh đào, 200 g nước ấm. Nếu mà bạn muốn cho nó gần giống như cái bánh tổ thì mình chỉ xài 180 g nước thôi. Mình bỏ cái mứt với lại vô cái nước ấm đó, mình khuấy cho nó tan ra. Xài nước ấm thì tốt hơn nước lạnh, nhưng mà không có bắt buộc. Xong rồi cái nước đó mình đem mình bỏ qua cái rây để coi cái xác còn lại mình chà cho nó xuống hết. Sở dĩ mình làm như vậy là để cho coi cái kẹo của mình ra nó mịn màng hơn. Mình cho vô nửa cốc đường, tức là 100 g đường. Mình khuấy cho nó đều xong rồi cũng bỏ qua cái rây một lần nữa để mà cái bột mình khuấy mà nó không có đều á, nó sẽ động lại dưới cái rây rồi mình chà nó xuống. Cái này là tùy thích thôi nha. Mình bỏ vô một muỗng cà phê tinh dầu vani, mình mà đổ cũng hơi bị nhiều, không có ọt rớt xuống. Rồi mình sẽ xài cái nồi instant pot, mình đổ vô khoảng 1,5 cốc, 1,5 cốc nước gì cũng được. Mình xài cái khuôn vuông 17 x 17 cm, mỗi cạnh đó thì chiều cao nó khoảng là 5 cm. Mình lấy miếng giấy parchment đó, mình cắt vòng vòng theo cái đáy của nó. Lẽ ra thì mình cho chút gì đó mình dán xuống ở phía dưới, nhưng mà mình không dán thì nó hơi bị chảy xuống ở dưới đáy chút. Mình đổ bột vô. Lấy đồ quẹt cho sạch cái cây đó. Rồi mình có nước sôi rồi thì mình đem cái vỉ cái steamer rack này mình bỏ nó vô, mình kẹp mình bỏ nó vô, cũng không cần đậy rồi gì hết. Rồi mình đậy cái nó nắp cái nồi instant pot thôi. Mình sẽ chọn steam more, rồi mình chọn 30 phút. Sau khi mà 30 phút nó xong đó thì mình để natural release, lấy bánh ra. Mình để cho nó nguội hoàn toàn ở cái nhiệt độ phòng á. Rồi xong khi mà nó nguội rồi mình đem bỏ vô tủ lạnh cỡ khoảng 3 tới 6 tiếng đồng hồ tùy bạn. Tại vì nếu mà mình để lâu lâu quá thì nó cứng. Còn để lâu mà không có đủ lâu á thì mình làm rất là khó. Mình sẽ xài cái bột nếp chín để mà mình pha bột. Còn bạn vô tình cái màu áo của mình giống y chang cái màu bà màu kẹo màu bánh này á. Còn các bạn có thể xài tinh tinh bột nào cũng được, tinh bột gạo, tinh bột bắp, tinh bột khoai, bất cứ cái gì. Nhưng mà các loại tinh bột người ta bán á, là chưa chưa rang, thành ra mình ăn nó sẽ có cái vị bột nó không ngon. Tốt hơn hết là mình xài cái bột đã rang rồi. Bột rang rồi thì người ta bán thường thường bán là bột nếp, thì mình xài cái bột nếp đó. Còn các bạn có muốn xài bột sống thì tùy. Mình cái này nó rất là dính. Như bánh tổ mình làm ra cũng phải 2 3 ngày sau rồi nó mới cứng được, nhưng mà cái này mình làm gấp thì mình phải bỏ tủ lạnh cho nó cứng. Ví dụ như khi các bạn ăn cái kẹo bạn không muốn nó cứng quá thì bạn cũng có thể bỏ microwave chút xíu á. Rồi nữa cái giấy đó mình để nó khi mà đổ nước vô cái bột á thì nó nới rộng ra, cái thành ra xếp ly.
chỗ nào mình cũng phả bột vô hết chứ, còn không thôi là nó dính dữ lắm. Gỡ thì mình cũng phải gỡ từ từ, gỡ cái miếng giấy ra. Nếu mà các bạn muốn như hồi nãy cái này là mình đổ 200 gram nước đó, nếu mà các bạn muốn thì đổ ít hơn, nó dễ làm hơn. Như bánh tổ thì ví dụ như là 200 gram bột thì mình đổ 300 gram nước. Nhưng mà cái này mình đổ 180-200 gram nước là bởi vì cái mức là cũng trong đó là cái chất nước. Mình xài 180 gram mức, trong đó cũng hơn nửa là nước rồi. Mình lấy cái dao mình cũng bọc plastic đó luôn để mình cắt cho nó khỏi dính. Bạn có thể cắt to nhỏ thì tùy thích mình. Trung bình thì cỡ mỗi cạnh 2 cm, chỗ nào dính là cứ phả bột hết vô, không thôi là nó xấu cái viên kẹo. Cái này gọi kẹo cũng được, gọi bánh cũng được. Mình bỏ xài bột này khoảng là 1/4 cấp bột nếp á. Nó kỹ nó. Mình thấy to quá mình cắt nhỏ nữa. Cái màu này không biết gọi là màu gì, huyết dụ hả? Cũng bạn có thể, nếu mà cái màu bạn không thích đó, bạn có thể pha chế thêm cái màu màu khác vô, đỏ thêm hoặc là cam thêm hay là cái gì tùy, hay tím thêm. Nó dính dữ lắm, thành ra phải luôn luôn có bột. Xong rồi thì mình có thể bỏ nó vô cái rổ hay là cái rây cái gì để mình lấy bớt bột ra. Còn không thôi mình phủi phủi mình lấy cái brush, cái cọ để mình quét nó sạch ra. Xong rồi mình bỏ vô hộp. Bỏ vô hộp á, nếu mà bạn để ở ngoài á thì tại vì cái này là bột, đường cũng đường là thắng cũng không phải tới lắm, thành ra để ngoài thì cũng mau thiêu, để tủ lạnh thì được cỡ tuần lễ đó, ăn cũng ngộ ngộ cũng vui vui, cũng gần giống như là cái kẹo của Mỹ. Rồi, ăn rị ăn luôn. Còn nếu mà mình để đông lạnh á, thì lâu khi ăn thì mình lấy ra mình hơi hâm hâm lại cho nó, mình rã đá rồi mình bỏ microwave chừng dài xíu cành thôi. Bây giờ thì mình chuyển qua cái phần mứt, mứt cherry là mứt anh đào này á, mình không có xài patting mà mình cũng không có can đó luôn, không tức là mình không, sau khi làm xong mình bỏ vô chai mình không có nấu lại á, thành ra chỉ không cần thiết, mình làm với cái số lượng này không cần thiết. Bây giờ thì mình làm khoảng chừng là sau khi mà lấy hột rồi xong á, thì khoảng 900 gram cái anh đào này, cái trái anh đào này mà lấy hột ra mình bỏ cuộn đi, rồi những cái trái mà bầm dập mà meo móc gì á, thì phải rửa sạch rồi mình giục trước hết nha, chứ mình làm xong rồi mình rửa dính vô cái thịt của cái trái này thì nó cũng làm hư đồ của mình. Mình cân lại mình thấy là 200 gram, mình lấy 500 gram đường là 2,5 cup, nó lộn, 200 đường này là đường cát trắng bình thường. Mình sẽ cho vô cỡ 2 gram muối. Xong rồi mình trộn nó, mình đậy nắp mình để cho nó tan, đường nó chảy ra,
mình làm mình có thể mình bỏ liền lên để mình rim được như là rim mứt, nhưng mà mình để cho nó chảy ra thì mình giảm cái thời gian nó ở trên bếp thôi, cho nó thấm đường cỡ 1 tiếng đồng hồ. Thì bạn có thể xài chảo hay là cái gì, hay là cái gì bạn có sẵn thì xài. Mình xài cái nồi instant instant pot này, mình bỏ vô cái là mình bắt đầu mình xài sauté normal thôi. Nếu bạn xài bếp thường thì lửa trung bình cho nó sôi lên thì còn khoảng chín đây á, thì khoảng 10 phút. Mình cứ cũng không cần khuấy nữa, đến khi nó sôi lên thì mình mới bắt đầu mình khuấy. Rồi bây giờ thì mình cứ không phải bắt buộc liên tục, mình chỉ khuấy cho nó đều đều vậy thôi. Bạn thấy bây giờ thì nó sủi bọt tùm lum, mà người ta thì nói nếu mà bị sủi bọt như vậy thì người ta sẽ bỏ chất béo vô, hoặc là mình thì sẽ, lát nữa mình sẽ bỏ dầu dừa, còn có thể bỏ dầu ăn hay là bơ, bất cứ cái gì mà chất béo á bạn bỏ vô. Nhưng mà thực mình bỏ vô là để cho nó bóng cái jam của mình thôi, cái mứt của mình thôi, chứ thực ra khi mà mình làm xong rồi cái bọt nó cũng biến đâu mất à. Mình sẽ xài cái handheld, cái là gọi là máy cầm tay này á, để mà mình xay nhuyễn ra. Mặc dù mình càng nấu lâu, mình sẽ nấu nó là khoảng chừng 20 tới 30 phút, mình rim nó 20 tới 30 phút thì nó sẽ tiết ra cái chất gọi là patin. Mình không biết dịch tiếng Việt nó là cái gì, mà chất giống như chất chất gel, chất gel á. Nó nhưng mà cái vỏ của nó thì nấu mình nó không có rụt được, cho nên bắt buộc mình phải xài, mình xay nó ra thôi. Rồi bây giờ thì mình cứ khuấy hoài cho tới khi mà nó đặc lại. Mình nấu này cũng hơn 30 phút á, tại vì cái nồi này, cái nồi cái nó bốc hơi chậm á, chứ nếu mà bạn xài cái chảo nó rộng rộng á thì nó bốc hơi lẹ hơn, nó mau hơn. Càng nấu thì cái màu cũng càng đậm. Mình cho vô 1/4 cốc nước chanh. Bạn có thể cho ít hơn nếu mà cái cherry của bạn làm á là nó chua rồi. Còn mình làm cái loại này là loại ngọt, loại ngọt. Cho nên mình bỏ nước chanh vô có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất á là nó giảm bớt cái ngọt để tăng cái vị ngon của cái mứt của mình. Cái thứ hai nữa là để cho nó đường nó không có đóng lại. Bây giờ là mình thử, thử được chưa là mình lấy cái tô á, cái chén cái gì bằng thủy tinh mình bỏ vô trong đông lạnh đó, xong mình nhỏ cái jam này lên. Nếu mà nó đông lại cỡ chừng 1-2 phút đó, nó đông lại á, mình rờ cái tay được á, là mình biết cái mứt của mình là tới rồi. Thì mình sẽ bỏ vô 1 muỗng canh dầu dừa. Mình nói đó, bạn thấy bỏ vô là để cho bóng lên, chứ thực ra nó bây giờ nó đâu còn có bọt nữa đâu. Xong rồi để hơi nguội nguội, hơi nguội nguội thôi nghe, chứ nguội quá thì mình bỏ vô không dính cũng khó. Hơi nguội nguội thì mình cứ bỏ vô cái lọ, lọ nào mà phải là sát trùng sạch sẽ rồi á, để cho nó khỏi bị mốc me thôi. Lẽ ra là mình lấy cái phễu để mình, cái phễu rộng cái lỗ á, mình bỏ vô, nhưng mình thấy không có bao nhiêu mà mình bỏ vậy nó dính hết, mất công nữa, với mất công rửa. Thành ra mình bỏ thẳng vô cái lọ này, cái miệng hũ nó cũng to nữa, thành ra mình cứ bỏ vô xong rồi thì mình lau cho nó sạch thôi. Mình không có khen á, nó là mình khen tức là bây giờ bạn phải nấu hấp hơi nó để nó chín cái không khí ở phía trên mặt nó, để tránh trường hợp mà mốc meo. Nhưng mà mình xong rồi mình bỏ tủ lạnh cũng được vài vài tháng á, mình bỏ đông lạnh luôn ăn, tại vì mình cũng ít ăn ngọt mấy cái này á. Rồi và nhìn lại cái kẹo mình làm xong á cũng dễ thương ha. Thôi mình chia sẻ cái công thức như vậy đối với cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.